cho em một cái video này. Bữa ăn chơi đi. Rồi, xin chào các bạn. Thôi rồi. Đây ạ. Đứng với nhau. Để em chụp một kiểu đó, chụp một kiểu em. Rồi. Rồi, xin chào các bạn. Tôi là Trần Ngọc Tùng. Tôi là quán quân cuộc thi màu thế giới tại hiện nơi quán quân màu tóc thế giới do Royal tổ chức. Thì ngày hôm nay tôi đang tham dự lớp X của các em 13 của thầy Phạm Thành Long tại Ba Vì. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giúp cho tất cả anh em ở đây xuống một mái tóc để có thể thay đổi, có thể cảm nhận vượt qua chính mình. Rồi tôi bắt đầu nhá. Mạnh mẽ lên chú ba. Ui ôi em sao mày sao ấy. Chuẩn bị về nói cả. Nhưng mà anh Tùng cắt có lấy tiền không? Ngửa lên đi, ngửa lên. Thôi. Thôi. Ra đường phía đây rồi. Thôi đi. Cho chị đi chừng bên đây đi. Rất là khó khăn đấy nhưng mà. Tông ơi, bước xa. Đấy. Lôi xa ra, bước xa. Em lấy xong cái gáy. Xa ra, bước xa cho gáy. Rồi lên đi. Ngước lên đi. Bước lên đi. Rồi. Cũng cắt hả Dung? Đi Dung mày đưa chị cạo cho anh kia. Ừ, rồi, hết rồi. Ai muốn vô đây? Rồi, đến lượt em, Ai đây? Không phải cạo không? Đẹp trai đấy. Sạch chưa? Chào 500 anh em nó xem nhá. Anh Tùng ơi, em cầm máy được không? Được. Em cầm máy ơi. Đây, chị quay em đấy. Cắt rồi, cắt tiếp. Hôm nay tôi là vô cùng tuyệt vời là đến Phạm Thành Long. Và hôm nay tôi đang học trong lớp Eagle và tôi xuống tóc cùng với anh em ở đây. Ở đây toàn bộ là những triệu phú chọc hết cho nên tôi quyết định trở nên một ông chọc giàu hơn chưa nữa. Trận là chiến. Chị Nguyệt ơi, chị hay quá. Lần nào đi học cắt tóc thế này, đây là trải cắt tóc rồi. Trải cắt tóc. Thôi mời
tốt nghiệp thì cắt nốt. Tốt nghiệp cắt nốt anh Huy ơi. Thôi để học xong tốt nghiệp thì cắt nốt. Tốt nghiệp cắt nốt anh Huy ơi. Thế em rồi vừa có anh gọi rồi nhưng mày không nghe. Anh mời rồi. Cắt ở dưới nhá. Mời rồi. Mời rồi. Lấy cái chai nước ấy, cắt vội luôn, vừa cho 2 phút cắt vội xong. 2 phút là cắt vội xong. Dầu quá đau. Đẹp trai quá. Em tên là Hoàng Toàn à? Chúng ta nhớ hỏi là em ruột của anh Hoàng Toàn. Em tin là anh Hoàng Toàn. Tên là Tiến Tứ. Tiến Tứ. Tiến Tứ là em à? Vào đây. Vào đây. Vào đây. Hôm nay anh em là cắt đi cắt luôn, anh em là cắt luôn, đâu? Xong rồi. Làm nước. Bình tĩnh. Làm sao cái dưới đầu nó được rồi. Chọc không phải. Đây đi ba hơi làm đi. Không sợ. Có khác gì cậu đâu mà. Đi 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 đi. Chọc bà vợ nó vẫn đánh là. Đi làm thôi. Đi làm thôi. Không sao đâu. Đây là nhà cắt tóc bất đắc dĩ. Mới chém đầu về nha. Em cắt đầu. 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 Ai nữa không? Hà ơi, em mau phải cắt một lần.
Đây là cảm xúc của kém tôi nhận đi. Các bạn. Rồi đây. Một lần nữa. Con đến mới đâu, mới tóc mới. Anh ơi, bạn hiểu gì là hàng nghìn người đang theo dõi anh cắt tóc nhá. Chưa có một cái buổi cắt tóc nào mà đông người xem như thế này. Cảm xúc tình cảm vô cùng đặc biệt và nếu anh chị mong muốn là sẽ được trải nghiệm